Xin chào các bạn, mình lại trở lại với clip thứ hai. Thì clip đầu tiên á là phụ đề, thì qua clip thứ hai thì mình lại lồng tiếng. Mình làm việc cũng không có theo kế hoạch lắm, đôi khi cũng hơi ngẫu hứng. Mình sẽ cố gắng mình follow cái mục tiêu mình đặt ra. Thì hôm nay mình lại tiếp tục vẽ cây. Hôm nay thì mặt trời đã lên rồi. Hôm bữa là không thấy mặt trời buổi sáng sớm. Bây giờ mặt trời lên và mình vẽ ướt nền. Vẽ cái nền đó thì mình hôm bữa là mình chuyển ngang, bây giờ mình sẽ chuyển theo hình tròn. Tại vì cái mặt trời ở giữa thì mình sử dụng màu vàng. Rồi xung quanh thì mình sử dụng màu vàng cam. Mình vẽ nhanh và vẽ nhẹ nhàng thôi, và các bạn nhớ là xài cọ mềm nha. Cọ mềm nó sẽ giữ nước được nhiều, và lúc đó nó sẽ ít để lại những cái vệt ở trên cái nền của mình. Ở phía dưới thì mình sử dụng màu đỏ. Màu đỏ này nó hơi tím. Thì bức tranh này á, là mình sẽ hòa sắc kiểu trung tính. Hòa sắc trung tính có nghĩa là không có nhiều màu trong đó, mà chỉ có 1-2 màu thôi. Và những cái màu đó nó cùng tông với nhau. Ví dụ như là cùng nóng hay là cùng lạnh thì nó, hoặc là màu xám không thì nó là hòa sắc màu trung tính. Thì mình lấy ông mặt trời ra bằng cách là mình lấy khăn giấy, mình lấy khăn giấy mình quấn quanh cái tiếp màu mình có nè, rồi mình chậm ra. Thì bạn nào thích mặt trời to hơn thì mình kiếm cái nắp cái gì đó nó to hơn, hoặc còn nếu mà mình cầm khăn giấy mình chậm á, thì nhiều khi mình rất là khó ra hình tròn. Và mình thì mình cũng lười xài keo chặn nên mình xài vậy cho nhanh. Sấy cho cái giấy nó thì thật khô nha các bạn, tại vì giấy nó ướt á. Chỉ cần hơi ẩm ẩm thôi thì mình sẽ bắt đầu mình vẽ cái lớp bắp. Cái cỏ này lên nó không có lên được những cái đường nhỏ nhỏ gì đâu, nếu mà giấy nó còn ướt, tại vì nước mà nó sẽ nhanh chóng hòa vào nhau. Mình dùng cái chổi này mình quét lên. Sau đó các bạn thấy nhìn nó đậm đúng không, nhưng mà mình sấy xong thì nó sẽ nhạt đi. Nhớ là màu nước lúc nào cũng vậy nha, khi mà nó khô đi thì nó sẽ sáng hơn. Nên là mình vẽ nhiều thì mình sẽ quen với cái việc là mình thấy nó nhạt như vậy là đậm hay lợt. Mình sụt sụt lên vậy đó. Thật ra thì vẽ cỏ có rất nhiều cách vẽ. Đây là cách vẽ nhanh nhất để mình vẽ cỏ. Nếu mà mình tỉa từng cọng thì cũng được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Cái bài này là một trong những cái bài đầu tiên á, mình đi theo cái phong cách vẽ nhanh, không có vẽ nhiều, không có vẽ lâu. Ví dụ như là cái bài vẽ này á, là tổng cộng mất khoảng 45 phút, chắc là hơn. Nếu mà cộng luôn một mấy cái thời gian mình sấy nữa thì chắc là khoảng 1 tiếng. Mình vẽ cái cây thì bài trước mình cũng vẽ cái cây giống như vậy. Bài này thì mình lại tiếp tục vẽ cây, tập vẽ tập đi nét thôi. Cái cây á, nó sẽ che mặt trời đó. Mình bây giờ các bạn thấy không, khi cái giấy nó phải thực sự, cái nền ở dưới nó phải thực sự là khô nha, thì mình mới vẽ được cái nét này. Có nhiều bạn không để nó khô hẳn, hoặc là không có sấy mà để khô tự nhiên á, thì để vô một cái lã loan ra liền luôn, là bỏ tờ giấy luôn và vẽ lại. Thỉnh thoảng thì mình vẽ cái gì đó mình cũng hư, mình vẽ lại là chuyện bình thường, chứ không phải lúc nào mình vẽ cái là được liền đâu. Nhưng mà khi mình có nhiều kinh nghiệm rồi á, thì cái khả năng mình vi phạm giấy và màu nó sẽ thấp hơn nhiều.
thường mà vẽ mấy cái cảnh này thì mình không có cần phải nhìn hình tham khảo, tại vì nó cũng là những cái cây cỏ nó cũng rất là thông dụng. Khi mà mình làm lá, có một cái cách để làm lá nữa là mình dùng cái, thấy mấy bạn dùng cái bút xốp chậm chậm á, thì mình con chó của mình tên là Rum, nó đang làm mẹ bỉm sữa. Rồi mình thường á là cái vòm lá này các bạn mình vẽ, mà nếu mà vào ban ngày á, tức là mặt trời ở trên cao hơn ngọn cây á, thì thường cái vòm lá nó sẽ ở trên nó sáng, xong rồi càng về dưới nó càng đậm. Nhưng khi mình vẽ cái mặt trời này đang ở thấp hơn ngọn cây, đúng không? Cho nên là mình nhớ là mình sẽ vẽ ngược lại, tức là mình cho cái vòm lá ở trên nó đậm và càng xuống dưới nó càng càng sáng màu hơn, nó nhạt hơn. Đó, mình phải chú ý về cái hướng ánh sáng để mà mình khi mình vẽ cái gì cũng vậy á, mình phải cho ánh sáng nó đúng, nó có thể không 100% đúng nhưng mà nó phải hợp lý. Sau khi mình chậm cái những cái mình chậm thêm một vài cái vòm nó nổi lên. Thêm một chút xíu màu vàng vô dưới để giống như ánh nắng nó chiếu vô mấy cái vòm cây. Mình sẽ sử dụng một cái cọ siêu nhỏ này luôn. Cọ này thật ra là để tỉa những cái nét rất là mảnh. Mình sử dụng cọ này để mình vẽ những cái cành. Cái cây á, nó có những cái cành giống như là bị lá bị rụng đi nên là nó còn những cái cành khô khô này. Hôm bữa là mình chỉ vẽ cành thôi, mình không có vẽ lá. Thì cái cây này thì có chút xíu lá nhưng mà vẫn hơi khô khô xíu ha. Không phải là một cái cây xum xuê. Cái khúc này là mình quay nhanh hơn. Quay nhanh để chứ thật ra là vẽ cái này, vẽ cái cành này là mấy bạn phải cẩn thận nha, mấy bạn phải chậm chậm thôi. Rồi hôm trước á là mình vẽ mặt trời chưa lên và có vẻ như mặt trời mình đứng nhìn mặt trời chiếu thẳng vào cái cảnh mình thấy, còn cái cảnh này á là mình người ta hay gọi là ngược sáng, tức là mình sẽ thấy mọi thứ trước mắt mình là cái phần tối, mình thấy phần tối nên là mọi thứ nó sẽ, nhưng mà mình sẽ không sử dụng màu đen để diễn tả phần tối mà mình sử dụng cái màu hơi đậm này để cho bức tranh của mình nó nên thơ chút xíu. Là màu khi mình vẽ cái lá nè, mình nhớ là mình kéo lơ vuốt cọ, nhấc cọ lên, mình nhấc cọ lên mình kéo ra một chút xíu thì nó sẽ tạo ra được những cái lá. Khi mà mình bắt đầu làm clip á, không phải là đề tài thì bao la bát ngát, đâu nhất thiết là mình phải làm mới đâu. Mình những cái mọi người đã làm mình làm lại cũng được. Nên mình làm theo cái hệ thống của mình làm lại, chưa chắc mình làm người ta làm rồi mình coi mình làm chưa chắc mình làm tốt hơn. Cái là mình phân vân nhất đó là chọn đối tượng nghe mình xem clip của mình. Sau một thời gian suy nghĩ thì mình quyết định là mình không có nhắm tới ai hết, kệ mình cứ làm gì đó. Thì biết đâu một đến một cái clip nào đó, đến một cái giai đoạn nào đó
tự động cái lượng khán giả và xem clip của mình đó, họ hình thành rõ trong cái hình dung của mình hơn đó. Thì lúc đó mình sẽ biết cách điều chỉnh hay là nâng cao như thế nào đó để phục vụ cái khán giả của mình. Thật ra các bạn biết không, mình nói về khán giả, các bạn nghĩ là mình đang nghĩ là một cái số lượng lớn đúng không? Nhưng mà khi mà mình làm clip á, đối với bản thân mình á, chỉ cần có 5 người coi, chỉ cần có 100 người coi thôi là đối với mình đó là khán giả rồi đó. Còn khi nào mà mình làm á, mà không ai coi hết, không ai click vô luôn, không một lời khen nào luôn á, thì mình mới nên là đi ngủ. À, mình mới nên là dừng lại luôn, mình đừng có tiếp tục. Mình sẽ lấy, mình rửa cọ thiệt là sạch nha. Phải đảm bảo là cọ thiệt là sạch, xong rồi nhúng cọ nước. Nhúng cọ vào nước, lấy một lượng nước, xong rồi mình sẽ vẽ một cái đường từ mặt trời, một cái đường nước từ mặt trời xuống, xong rồi mình lại thấm cọ vô giấy, khăn giấy, xong rồi mình lại lấy màu ra. Đây là kỹ thuật, nó giống như hồi nãy lúc đầu mình lấy cái ông mặt trời ra vậy đó. Nhưng mà bây giờ là mình dùng cọ, mình kéo từ từ. Đây là một trong những cái kỹ thuật trong màu nước. Thì nhiều khi á, mấy bạn không biết á, mấy bạn nhìn mấy nói trời sao vẽ được, sao chừa được vậy, hay chừa sáng được vậy. Nhưng thật ra là khi mình biết cái phương pháp rồi thì mình vẫn có thể thực hành được những cái thủ thuật ở trong màu nước đó. Mình cứ chậm, rồi mình rửa cọ, xong rồi mình lại chậm cọ vào khăn giấy, mình lấy màu ra. Đôi khi mình chậm khăn giấy xuống luôn, nó sẽ tạo ra những cái vệt màu. Sau này mình sẽ có tới cái clip vẽ ánh sáng chiếu rất là nhiều như vậy, và trong một cái khu rừng luôn. Mình sẽ vẽ một khu rừng, một khu rừng rất là nhiều cây và ánh sáng xuyên qua các tàn lá. Thì những cái tranh, à cái khúc này nữa nè. Thì bây giờ mình lấy nước mình chấm cái hình tròn để mình tạo ra những cái đốm sáng tròn ở trên cái, giống như mặt trời khi mà nó chiếu xuyên qua những cái tàn cây, nó hay để lại những cái hiệu ứng ánh sáng. Mình chỉ cần vẽ nước theo cái hình tròn, xong rồi mình đợi cho nước nó thấm vô giấy chút xíu thôi, xong rồi mình sẽ lấy khăn giấy mình chậm đi. Đó, mình chậm đi. Thì cái này á, nếu mà mình mới vẽ xong mình chậm á, nó sẽ lấy sáng nhiều quá, giống như mình lấy, giống như ông mặt trời, mình lấy một cái là trắng bóc luôn. Còn cái nền này á, mình vẽ nó đã hơi khô khô rồi, nên là mình lấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nếu mà khô quá thì cũng không lấy được nha các bạn. Khi mà màu nước á, mà nó đã thấm khô hoàn toàn như giấy rồi á, thì gần như là mình không có lấy sáng ra được gì nữa. Cho nên là đây là cái bài vẽ mà mình vẽ nó có cái độ chậm và nhanh vừa đủ để mình làm. Bây giờ thì mình sẽ xem tổng thể, rồi mình dậm lại chút xíu cái vòng lá cho đậm hơn. Rồi mình lấy cái màu vàng tươi, màu vàng sáng, mình thêm vô chút xíu ở chỗ, những cái chỗ mà cái chỗ mình lấy sáng, cái tia sáng lấy ra cái hiệu ứng mặt trời á đó. Vậy là xong rồi. Đây là một trong những cách đơn giản để mình vẽ một cái khung cảnh. Hy vọng là các bạn, nhất là mấy em yêu thích vẽ, có thể thực hành theo cái cách của mình. Rồi, hẹn các bạn clip sau nha. Clip sau mình sẽ tiếp tục. Còn đây là bức thứ hai mình vẽ lại thử. Thì nó giống như là khi mà mình biết một cái phương pháp vẽ rồi á, thì mình có thể tạo ra rất là nhiều phiên bản của nó. Bước thứ hai này mình vẽ còn nhanh hơn bước thứ nhất nữa.
Bước thứ hai này mình vẽ chỉ có khoảng nửa tiếng, hai mấy phút hay nửa tiếng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và nếu mà có ý kiến hay là muốn nhận xét gì thì cứ thoải mái. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào clip sau.